Mấy bữa hái rau củ toàn dưới đất. Bữa nay Út dắt mọi người lên cây hái dâu cơm về mằng bánh. Mọi người cùng đi với Út nghe. Cây dâu tằm, chỗ Út kêu là dâu cơm. Bữa nay Út hái của nhà cô ả. Hôm bữa đi xin tre của cô thì Út phát hiện cây này. Cây cho trái ngọt mà đầy cây luôn. Có cái trái nhỏ nên hái hơi lâu. Bữa nay Út hái là cây cũng qua đợt rộ, trái rụng đen dưới đất hết trơn. Hết trái dưới đất, Út leo lên cây hái tiếp. Út con gái mà lớn khỉ lắm. Hồi nhỏ giờ ngoài cây dừa là Út không có ngán cây nào. Nhớ hồi nhỏ, cứ tới mùa me, Út trèo hái me dốt cho mẹ lột nấu canh. Năm nào cũng hái được mấy ký là nhà khỏi mua luôn. Rồi Út còn làm mắm đường, leo lên cây xoài nhà nội ăn. Tới mùa thì hái vú sữa, nên kinh nghiệm leo cây đầy mình. Mà lâu lâu cũng gặp tai nạn nghề nghiệp. Út nhớ có hồi leo cây me ngọt bị dính ở trển luôn. Cái lúc tuột xuống làm sao mà cái dòng xi men giả bị mắc vô nhánh cây. Cái nó treo Út lủng lẳng, Út phải kêu nhà chạy ra cứu. Xuống được là bộ dòng nó cào Út chóc da hết trơn. Trái dâu tầm này nhiều mà hái lâu thì thôi, tại nó nhỏ xíu mà được cái nó ngọt nên ăn ghiền luôn. Hái biết bao lâu thì Út cũng được một rổ. Nhiều đây về nấu mứt ăn cũng đủ rồi nên Út xách về. Dầu Út rửa sạch rồi đem ngâm với đường để xin mứt. Nay nhà có cục đường tán nên Út lấy ra làm cho ngon. Không có thì mình để đường phèn gì cũng được hết trơn. Cứ một lớp dầu Út phủ một lớp đường rồi để qua một đêm cho đường tan là xên được mứt. Qua một đêm là dâu ra nước quá chừng. Cái này để y như vậy chừng một tháng là mình được nước dâu lên men rồi. Mà giờ Út sên để lấy mứt. Sên lửa nhỏ đợi hồi nào thấy nước cốt sệt lại rồi Út vắt vô một miếng chanh. Cho mứt đừng có lại đường rồi bắt xuống. Vậy là được keo mứt dâu tầm. Cái này để làm bánh rồi pha nước uống là ngon lành lắm. Bữa này thì Út làm ly trà dâu tầm. Út múc một miếng mứt dâu, chế thêm miếng trà rồi vắt vô miếng chanh là được ly trà dâu chua chua ngọt ngọt. Giờ Út để đá vô rồi khuấy đều lên, coi ngon lành chưa nè. Clip tới đây cũng dài rồi, để tập sau Út sẽ làm bánh với mứt dâu tầm này, mọi người cùng chờ xem nghe. Cơm nước xong thì Út đem bột ra nhồi làm bánh bao ăn cho vui. Thay vì dùng đường và nước để nhồi bột, Út dùng mứt dâu, thêm xíu nước lá cẩm nữa vừa để tạo màu, vừa tạo mùi thơm cho bánh. Chỗ Út ở mấy bữa nay mưa liên tiếp mấy cơn, mà cứ mưa là trời tối hù. Bây giờ còn đỡ chứ hồi xưa hễ mưa là cúp điện, không coi phim được nó buồn thiêu. Giờ thì Út đi làm nhân bánh. Này Út làm nhân thịt với củ sắn. Út băm thịt ba rọi có nạc có mỡ nữa cho nó béo, rồi quay qua cắt củ sắn. Làm xong Út xào củ sắn với củ hành cho thơm. Xào đáo vắt bớt nước mới trộn chung với thịt. Thêm gia vị vô là được phần nhân bánh bao rồi. Út vò viên lại với cái trứng cút nữa là y như người ta bán nghe. Út cắt miếng bột thành mấy phần đều nhau rồi cán ra cho dẹp. Tiếp đó là bỏ cục nhân vào giữa rồi túm lại là được cái bánh bao màu tím. Còn phần bột màu trắng Út cũng làm y vậy, rồi nặn thêm cái tai với cái mũi. Lấy mè đen làm mắt cho bánh bao nữa là được con heo dễ thương. Nhớ hồi đó, mấy lúc mưa mà cúp điện, nhà Út hay luộc nồi bắp hay khoai lang nóng hổi. Rồi ra hàng ba ngồi nghe mấy bác hàng xóm kể chuyện xưa. Đèn vừa sáng lại là cả xóm la lên vui mừng. Cuộc sống hồi đó nghèo khó mà vui ghê. Út cho coi những cái này. Hết nhân Út làm thêm mấy cái bánh bao hình hoa hồng, rồi bánh cuốn nữa là đem hấp được rồi. Wow. Bánh
Mùi xôi đủ rồi. Cá lớn. Bữa này Út có nhiều áo bà ba bông quá nên Út thử mua thêm áo bà ba gấm hoa. Cái này cũng bên chị Hân Nguyễn may luôn. Nhìn y như mấy áo bà ba truyền thống hồi xưa hen. Hấp chừng 20 phút bánh bao của Út cũng chín. Nó phì lên nhìn cưng hen. Nhất là mấy bé heo. Út lấy ra hết cũng được một mâm đầy. Cái này mình để tủ mát, hồi nào mình ăn đem ra hấp là ngon lắm. Để dành ăn sáng là đúng bài luôn. Bánh bao vỏ ngoài tươi xốp, phần nhân thì béo béo mặn mặn. Út mời mọi người cùng ăn vút nghe. Có ai mê sen giống Út không? Vừa đẹp vừa thơm mà còn ăn được nữa. Bữa nay đúng mùa sen đương rộ, mọi người cùng đi hái sen vút nghe. Thôi, mời ăn đi. Sáng dậy thiệt sớm, Út đi ngắm sen. Đồng này nói tiếp đồng kia thành một mảng hồng ngay dưới chân núi, nhìn mê dễ sợ. Mấy năm trước trồng sen, nhớ lứa đầu nhà Út ngóng từng bông sen nở. Hồi đó Út đi học xa, mỗi lần về là chạy liền ra ruộng hái hoa với mớ búp vô cắm. Đợt rộ là cả ruộng mướt một màu hồng nhìn mê dữ lắm. Sen trồng nhiều không có đầu ra là mất giá, còn bị chuột cắn phá hết gương nữa, nên trồng được một hai mùa nhà Út phải nghỉ. Tới giờ cũng qua 5-6 năm mà lứa sen đó vẫn còn đâm chồi ở mương nước ngoài ruộng. Ngắm sen hoài mà thấy lại vẫn mê. Út bẻ thiệt nhiều về vừa cắm hoa vừa nấu vài món ngon. Sen đem về nắng bị héo, Út ngâm ngập trong nước 2-3 tiếng là sen tươi lại. Lựa mấy bông bự đẹp cắm một bình hoa, hoa đủ nước cắm qua đêm là nở rộ. Còn mớ sen nữa Út xếp cánh để phơi làm trà uống. Trà sen vị thơm ngon còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Xếp được độ chục bông rồi đem phơi. Mớ bông còn lại cắt nhỏ bỏ phần nhị, ngâm qua với nước muối một lát để làm món ăn. Làm xong Út bằm thịt heo để đem xay. Cắt thêm mớ nấm mèo, hành lá trộn chung để làm nhân chả giò. Dùng cách sen cuốn lại rồi đem chiên. Út trộn thêm mớ giò sống nhờ vào bớt sen đem hấp để làm món chả sen. Chả sen dai ngon thơm lừng, ăn ngon dữ lắm. Làm xong vô bếp bắt nồi lên hấp. Kế bên thì chiên chả giò. Để chả giòn hơn, Út nhúng qua trứng rồi lăn qua bột chiên xù. Chả giò sen giòn giòn béo béo để ăn chơi hay ăn cơm gì cũng ngon lành. Út trộn thêm dĩa gỏi tôm với rau sống, ăn chung cho ngon. Cái này mà có ngó sen nữa là đúng bài. Trộn xong Út bày ra dĩa, trang trí bằng mấy cánh sen cho đẹp. Chả hấp nãy giờ cũng chín, Út gấp ra rồi cắt đôi. Cánh sen hấp lên màu nhạt đi, có mùi thơm thoang thoảng, ăn vị giống như bắp chuối vậy đó. Vậy là xong mâm cơm với bông sen rồi, Út mời mọi người cùng ăn vút nghe. Chả, ngon ăn. Cái này cũng là lá sen, ăn hoa sen cốt cuốn một chiều đó. Mời cô. Canh bữa nước rút, Út ra biển cào nghi gì nấu bánh canh ăn. Mọi người cùng đi vút nghe. Để cào nghêu cần có lưỡi cào mỏng, gắn với sợi dây đeo vô người để kéo. Cứ kéo dọc bãi cát, hồi nào thấy vấp là dính được nghêu. Nó đơn giản lắm, mà Út đeo bộ cào vô rồi mới thấy nó nặng. Đi dưới nước biển thì nó càng nặng hơn. Bãi biển nhiều vỏ sò nên cứ vấp hoài mà không dính nghêu. Cào quen thì chỉ cần sờ bằng chân là biết dính không. Còn Út thấy vấp là phải mò mới biết. Vậy nên cào lâu thì thôi mà dính được có mấy con. Kiểu này muốn đủ ăn chắc phải cào tới chiều, nên Út đi mua thêm cho lẹ. Mua thêm mớ nghêu nuôi rồi nghêu mỡ nữa. Nghêu đem về, Út ngâm nước cho tụi nó nhả cát. Mà không hiểu sao mấy con bắt ở biển nó lủng hết, còn mấy con mua thì còn sống. Chắc do Út đem về nắng quá nó chịu không nổi. Mấy con nghêu này nhanh chín lắm, nước vừa sôi là tụi nó chín liền. Út vớt ra để dễ tách thịt, còn nước nghêu để đó lát mình nấu bánh canh. Một nồi nghêu mà Út gỡ ra còn chừng dĩa chút ép.
Giờ Út đi cắt nấm rơm với cà rốt để nấu bánh canh. Út bắt nồi lên, xào tôm, nấm và cà rốt cho săn lại, rồi cho nước luộc niêu vô nấu. Vậy thì nồi bánh canh của mình mới đậm đà mùi hải sản. Kế bên, Út bắt chảo lên xào nghêu. Nghêu ít quá nên Út mua thêm ít hến nữa ăn cho ngon. Cái này xào xong mình cho vô nồi bánh canh luôn ăn cũng được. Nghêu thấm gia vị, Út vớt ra rồi đi thái cao ăn chung với bánh canh. Quanh nhà được mấy bụi rau má mọc dại, Út ngắt vô, thêm ít rau đắng nữa. Lặt rửa sẵn một lát ăn với bánh canh là ngon lành. Giờ Út đi luộc bánh canh, nước sôi cho bánh canh vô nấu. Hồi nào thấy cọng bánh canh trong lại là vớt ra được. Rồi Út múc nước bánh canh nấu thêm lần nữa. Ăn chừng nào thì mình nấu chừng nấy. Vậy thì cọng bánh canh của mình mới dai ngon, nước cũng không quá sệt. Thấy nồi bánh canh sánh lại là múc ra ăn được. Lúc này cọng bánh canh vừa thấm gia vị vừa dai ngon. Út múc ra tô, thêm muỗng nghêu xào rồi hành tiêu nữa là ngon lành. Tô bánh canh đậm đà vị hải sản, nhúng vô miếng rau sống nữa là ngon lành. Út mời mọi người cùng ăn vút nghiêng. Bánh canh này dai quá, cái này bánh canh một gạo nó sẽ ngon hơn.